xin chào mọi người nha lại là mình đây nguyễn trung kiên hôm nay thì mình sẽ lên bảy cái sản phẩm để cho anh em cùng thưởng ngoạn cái sản phẩm thứ một thứ một đây mọi người nhìn nó như một cái tòa lâu đài ấy. với chất liệu là đá trầm tích nứt mọi người nhá những cái khối nó nứt ra này mọi người nhìn thấy những cái khối nhỏ và những cái lớp trầm nó nhăn lại nhìn thì rất là phê đẹp luôn Đấy, mọi người có thể nhìn thấy cái tác phẩm phải nói là tuyệt vời thiên nhiên bán tặng cho chúng ta Đấy. những cái lớp trầm nó nhăn lại và già cội và những cái điểm nó thấu thạch nó nứt Đấy. mọi người nhìn một cái khối tổng thể của một viên đá một tác phẩm tổng thể nhìn nó có những cái ngọn núi nó buông xuống ấy rất là đẹp luôn và những lớp trầm tích nó nứt ra nó gọi là do nắng mưa uh, của thiên nhiên tạo hóa của thiên nhiên mà nó được hình thành nó nứt này. Đấy. rất là mỏng mảnh mọi người nhá những cái điểm nó rất là phiêu luôn đấy những cái trụ nó cảm giác nó như thể là đụng tay vào là nó gãy rồi và phần trên thì nó lại có một cái khối một cái chóp rất là dày nó đã phải gánh cái chóp ở trên nó dày cái dày 10 cm nhưng mà nó lại nứt ở đoạn dưới và những cái trụ nhìn rất đẹp luôn đấy. và mình thì có đợi một cái cây bonsai nhựa để tạo cái dáng cho nó cái phần trên dày mái mọi người nhìn thấy rất phê mọi người nó nhìn thấy mình suýt xoa thì tìm được cái uh, tác phẩm này nói suýt xoa luôn nó đẹp đẹp một cách nó khó thật khó thể đạt được quá đẹp luôn mọi người nhìn cái kiến tạo của nó quá đẹp bàn tay con người thì không bao giờ làm ra được những cái tác phẩm như thế này nó cái nét đẹp từ thiên nhiên thì nó lúc nào nó cũng mê mật say đắm lòng người Đấy, những bác nào mà đam mê yêu đá cảnh tự nhiên thì các bác có thể hình dung được những cái tác phẩm như thế này nó có một không hai luôn rất đẹp cái lớp nó nứt và những cái đường trầm nó được bào mòn theo thời gian chất đá đi ra đá này ngộ đầu lúc em lấy tưởng là mất đấy là vì nó có những cái điểm nó thấu nó cảm thấy nó gần rời ra một tác phẩm thứ hai thì mọi người thấy nó là như một cái du thuyền đặt hai ông lão ngồi đánh cờ <laughs> biểu tượng thong dong tự tại ở trên thuyền đấy, cái mòm tàu mọi người nhìn này mòm thuyền mũi thuyền rất đẹp Đấy. mình sẽ quay cần cảnh, quay chi tiết từng góc một góc nhỏ một để cho mọi người nhìn thấy nhiều khi mọi người đẹp thấy đẹp thì các bạn đá này có phải đá nhân tạo không nói thật với mọi người thì đây không có phải là đá nhân tạo mà là hoàn toàn tự nhiên những cái tác phẩm mình gọi là lưu giữ lại để làm cái kỷ niệm rồi thì cũng sẽ phải chia sẻ tới uh, tay quý uh, uh, anh chị các bạn. Yêu đam mê đá cạnh thì mình cũng đều phải chia sẻ thôi. Thế nhưng lúc này uh, thời điểm kinh tế khó khăn tại vì uh, thật ra mới năm mới mọi người là những cái tác phẩm này để đi tìm kiếm rất là khó. Và cái giá thành của nó cũng rất là cao. Cho nên là phải có những cái người uh, có duyên uh, hữu duyên thì mới sưu tầm được những cái tác phẩm này tác phẩm này nó như những cái tác phẩm gọi là thuận buồm xuôi gió thuyền rất là đẹp Đấy. nó được họ làm kiến tạo hoàn toàn bằng tự nhiên bằng thiên nhiên mà tìm được một cái mỏ đá thì nói với các bác các anh chị bạn bè là nó chỉ được một hai tác phẩm nó đẹp thôi chứ không à, lần lúc nào mình sẽ quay hết cái video này thì mình những cái tác phẩm thì mình sẽ quay cái một cái video lên một cái video cẩn cảnh là anh em mình đi lấy đá ở trong mỏ ra để cho mọi người xem đấy, phải chui vào trong hầm trong mỏ vì nó là ở những cái khe đá nó nứt ra nó được thiên tạo tạo hóa của thiên nhiên nó nứt ra thì mình cũng phải đào bới nhưng mà được nhóc ra thôi lúc nào nó nhóc ra nó còn đầy bùn với đất thì mình sẽ quay sau mà để lên một cái video đấy sau để cho mọi người biết được là những cái sản phẩm này được lấy từ ở đâu từ ở chỗ nào đấy. còn về đây là một cái tác phẩm thứ ba để nói đến mọi người thì đây nó như một cái chùm nấm linh chi mọi người ạ và những cái góc nấm rất là nhiều ở những cái khay cái, cái, cái như cái video trước thì mình có một cái khay đá là nó rất là là, là phẳng để có thể làm được cái bàn trà những cái khay này thì nó lại khác và nó có nhiều những cái nấm nó mọc lên đấy như thế một búi nấm linh chi nấm nấm rừng đấy. rất đẹp những cái tác phẩm như thế này thì phải nói là nó mê mẩn lòng người lắm các bác lại các bác yêu đá để đến được với những cái tác phẩm như thế này thì nó là cả một vấn đề đấy. anh em phải nói thật sự là có cái niềm đam mê mạnh liệt thì mới hiểu được cái cái đẹp của nó đẹp hiểu hết được những cái nét đẹp của tự nhiên thì, thiên nhiên ban tặng chứ bàn tay con người thì không bao giờ kiến tạo được ra những cái đường nét nó nứt mà nó khó như thế không có cái máy móc nào có thể làm được và những cái này thì chỉ có ở thiên nhiên do khí hậu nắng mưa ở ngoài trời quá trình bào mòn thời gian và nó được hình thành trong tự nhiên khi mình lấy những cái sản phẩm này ra thì cũng không biết là nó được đẹp như thế này đâu tại vì nó còn có cả đất, ấy, cả cát ấy. nó vùi lấp về phải xịt rượu ra mới mới nhìn được Đấy. Còn đây là cái tác phẩm thứ tư tác phẩm thứ tư này thì chất đá nó hơi vàng hơn tại vì nó gần ở dưới uh, nó là được đào ở dưới dưới đất này nó có bùn đất còn những cái tác phẩm kia thì nó khô nó ở trên cành ở trên những cái khe núi lưng chừng khe núi cho nên là nó nó thâm hơn cái này thì nó có cái màu tươi hơn của đất tác phẩm này thì hình thành nó như một chú voi trên bản đồn đấy mọi người ạ và bên trong thì nó cũng có những cái hang động mọi người có thể nhìn thấy những cái điểm thấu thạch như thế này thì bàn tay con người không thể làm ra được cái điểm nó nó thấu thạch và nó đẹp đến như thế này khó tạ này ở bên trong hang động này thì nó không khác gì cái động phòng nhà cái bàn đâu mọi người còn nhìn tổng thể của một tác phẩm thì nó như một một con voi Đấy. nếu mà mình nhìn thì cái cái con tác phẩm này nó hơi dài nó có giống một con cái phần đầu này thì giống một cái con voi này nhưng phần toàn bộ thân của nó thì nó lại không không giống con voi mới nó cái đầu thì uh, mọi người nhìn thì có thể nó, nó như cái một cái voi voi luôn thế nhưng mà cái phần thân thì nó hơi dài <laughs> cho nên là nó lại nhìn nó lại giống một cái con thú khác nó hình thú đây là cái tác phẩm uh, thứ tư một hình thú ở bên trong thì nó những cái hang động nó nứt như động phòng nhà luôn rất đẹp mọi người có thể ngắm cái sản phẩm này phải nói nó đẹp mềm mận đẹp từng cm luôn đẹp từng chút một luôn không lỗi lầm không một cái vết tích gì cả chỉ có vết tích bào mòn của thời gian thôi những cái lớp trầm rất là phiêu những cái hang những cái trụ này nó lên được cái hang động mọi người có thể nhìn thấy tổng thể một sản phẩm mọi người có thể đánh giá giúp mình đặt tên cái tác phẩm thứ tư thế này là tác phẩm nào còn đây, đây là một tác phẩm thứ năm thì nó cũng gần giống với cái tác phẩm thứ ba vừa rồi Đấy, cái chùm nấm này Đấy, một cặp Đấy, bàn tay con người thì không bao giờ tạo ra được những cái đường nét như thế này đâu mọi người ạ hoàn toàn là tự nhiên lúc lấy thì không nghĩ là nó đẹp thế này tại vì nó còn cả đất cả mùn cái mùn những cái lớp vỏ cây lớp lá cây nó rụng nó nhét vào là về phải dùng máy nước rửa sạch thì bắt đầu nó mới ra được những cái hết cái những cái mùn đấy bắt đầu nó mới toát được lộ được nguyên hình cái vẻ đẹp của nó chứ còn thật là lúc còn ở trên rừng thì nó còn bùn đất đấy, cái này mọi người nhìn thấy rất là nhiều những cái chòm nấm Đấy, có chín cái chòm nấm chín ngôi sao bắt đầu chín <laughs> cái chòm nấm luôn máy móc nào có thể đưa được vào những cái khe nứt như thế này đúng không rất khó đấy để mà làm được nhà nó phiêu lắm mọi người Đấy, mọi người có thể nhìn ngắm cái tác phẩm đây là mình sẽ hôm nay sẽ lên bảy cái tác phẩm gọi là xuất sắc quốc sắc thiên hương luôn mọi người để cho anh em có thể thưởng ngoạn được những tác phẩm bền trường tồn mãi với thời gian nó đẹp càng để lâu càng đẹp càng ngắm lâu thì càng đẹp nó là cái vẻ đẹp thiên nhiên mà càng ngắm càng tới mê mẩn luôn mình cũng muốn uh, giữ lại một thời gian để mình ngắm mình chơi để vì uh, những cái sản phẩm này thì nó cũng kén chọn người chơi chứ nó không phải là ai cũng chơi được Đấy. mình uh, lúc nào chỉ lên được cái video để cho anh em uh, xem và tham khảo ngắm để có thể tìm hiểu được nó cũng là một cái điều may mắn mà khi mình đi tìm được cái mỏ đá gặp được cái một cái mỏ đá và nó có nhiều những cái tác phẩm đẹp như thế này mặc dù cái màu sắc của nó thì không được đẹp lắm nó không có cái màu vàng như cái lớp trầm tích mà đào ở dưới lòng đất nhưng mà để mà nói là nó có rất chất đá thì rất là cứng nó như nhau luôn mọi người vì ở trên cao thì nó phơi nắng phơi mưa chính vì nó phơi nắng nhiều nắng nó chịu nắng mưa nhiều thì nó lại mới có nó mới đen và nó mới có cái điểm nứt như thế này chứ nó ở dưới bùn dưới đất thì chưa chắc nó đã thấu được như thế này Đấy. nhưng mà lấy nó ra thì mùn những cái lá cây nó phân hủy thành thành mùn thành đất ấy. nó dắt vào hết các cái kệ hợ cái rễ cây nó dắt vào nhìn nó không có ra cái gì cả nhưng mà đấy nó là về xịt nước sạch thì nó mới ra được thế này đấy. còn đây là cái tác phẩm thứ sáu mọi người nhìn này Đấy. Những cái điểm thấu như thế này và những cái lớp trầm nó nhăn lại rất là già đá mà người Một sản phẩm rất là thoáng luôn. Cái tác phẩm phải nói là tuyệt vời đẹp. Thoáng. Nhìn đường thông hề thoáng. Đấy. Nhất thiền, nhất bãi, nhất tầm niệm Phật này. mình sẽ quay chi tiết từng cái góc nhỏ một từng cái khía cảnh nhỏ để cho mọi người có thể xem và hiểu được cái vẻ đẹp của cái tác phẩm nó toát lên từng cái góc quay rất là nhỏ để cho mọi người xem đá thì mình cũng chưa có tẩy rửa gì đâu mình chỉ có xịt sạch rồi lấy nước xà bóng mình ngâm vào đấy thôi để cho nó sạch thôi chứ không có tẩy rửa bằng hóa chất gì cả vì những cái sản phẩm này nó lưu giữ, nó là trường tồn đẹp, cho nên là mình tẩy rượu hóa chất thì sợ nó sẽ hỏng mất, có khả năng nó sẽ trắng hết được những cái vết vết đen, thế nên mình sẽ giữ nguyên để cho nó còn nguyên bản, chỉ có ngâm cho xà bóng vào cái chậu, Xong mình ngâm đấy, vớt lên lại xịt sạch và đây thì là giới thiệu với mọi người là cái sản phẩm tác phẩm thứ bảy luôn. Đấy mọi người nhìn nó như một cái đấu trường là mạ cứ những cái điểm thấu của nó nứt thấu nứt và nứt rất đều luôn mọi người đẹp cấu trúc của nó cũng là một cái hình tròn thế nhưng nó nó kỳ dị hơn Đó. cái điểm nứt nó nó có từng vòng một mọi người nhé cái vòng trên thì lại cao hơn một chút Đó. và về nợ trong giữa Lõi của nó thì lại có một cái trụ rất là đẹp và cái cái vòng ngoài này cảm thấy nó cảm giác như thế là một cái cái tường hòa của một tòa lâu đài, ấy. cái ban công ấy, mọi người, à, bên trong này nó có những cái khối trụ rồi nhô lên. mình sẽ quay lên tận trên chóp cho anh em xem, à, cho mọi người có thể nhìn từ trên xuống dưới và nhìn từ dưới lên trên, nhìn ngang, nhìn dọc, mọi người có thể nhìn được hết cái cái đẹp của cái tác phẩm, cái vẻ đẹp của nó. cái vẻ đẹp này thì không phải là có khi đi cả đời cũng không bao giờ tìm được những cái mỏ đá này đâu các bác ạ nhưng may mắn nó là cái cái số nó gặp may may mắn thì mình tìm được thôi tại vì có thể là mình có đấy nhưng mình đi qua đi qua nó mình cũng không không biết tại vì đá thì nó là cái duyên hết mọi cái nó là duyên may mắn thì được mà thì gặp được chứ không may mắn thì mình đi qua thôi chứ ngày xưa mà, mà vẫn chứng kiến cái thời gian đầu tiên năm 2019 20 bắt đầu đi vào sưu tầm đá thì lần rừng có những cái mỏ đá trầm tích rất là đẹp luôn thế nhưng mà lại đi qua không biết thế cuối cùng thì vẫn còn nhớ mãi cái chú em lời tuyện xong chú lại quay lại thì chú lại tìm được mình thì đi qua không gặp tại vì lúc ấy ở trên rừng nó nó rậm lắm nó có những cái cây lau cây sậy nó cao mà ở dưới đấy nó lại có một cái thung lũng đá cực đẹp cái thời gian đấy là những cái năm đầu tiên năm 2020 cuối 2020 21 này, đẹp lắm thế nhưng sau mãi thì nhà lời tuyệt tìm được cái mỏ đá trầm tích nhất đấy mình thì đi qua lúc mới anh em còn làm với nhau thì cũng đi qua mấy tháng sau lại mới quay lại thì mới thấy được một cái thung lũng đấy nên là cái này nó là đá xin tầm siêu đá thì nó là tùy duyên mày thì mình gặp không may thì mình có thể thử đi qua mất mình không nhìn thấy được tại vì thật ra nó nằm ở trong lòng đất nó nằm ở những cái khe núi nhưng mà trên rừng thì mọi người thấy là những cái cây lau cây sậy cây, cây, cây rừng nó rất là cao tốt rồi video đến đây là hết xin chào và cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi hết video chúc mọi người luôn luôn có thật nhiều sức khỏe